Ở chú Năm. Ủa, sao mày chạy tới đây? Chuyên hàng của mình bị bắt rồi. Mày nói cái gì? Tụi nó làm sao mà để bị bắt? Con cũng không biết. Một đoàn ghe 4-5 chiếc mà bị biên phòng chặn lại đúng ngay chiếc ghe của mình. Con nghi quá chú Năm ơi. Mày nghi cái gì? Có người chỉ điểm. Chỉ điểm? Thằng chó hải khốn này, mày không yên với tao đâu. Anh chưa khỏe ra đây làm gì? Trời gió mái lắm đó anh. Anh không sao đâu. Từ hôm anh về thăm mộ má rồi trở lên, anh thay đổi nhiều lắm, cả tinh thần lẫn thể xác. Em không biết anh đã gặp phải chuyện gì. Em rất lo lắng và muốn được chia sẻ cùng với anh. Anh không thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh sao? Hiền à, anh xin em. Em đừng hỏi. Em đừng hỏi gì hết. Em biết rồi. Em sẽ không hỏi nữa. Em biết mười mấy năm nay trong lòng anh luôn có một chỗ mà cho dù em có cố gắng như thế nào, em cũng không thể bước chân vô được. Em à, kiếp này anh mắc nợ ba má em, anh mắc nợ em nữa. Anh bận tâm chi chuyện đó? Không phải mười mấy năm qua anh luôn tốt với em sao? Biết bao nhiêu người đàn bà khao khát có được cuộc sống giống như em. Đó là vì người ta đứng bên ngoài, người ta làm sao thấu hiểu. Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Anh thì không thể nào mang lại hạnh phúc cho em, mặc dù lòng anh rất muốn. Được sống bên cạnh anh và con là niềm hạnh phúc của em rồi. Anh không biết điều đó sao? Anh không phải là người vô tâm, nhưng giọt nước mắt trong đêm của em không phải là anh không biết. Chỉ tại vì anh quá vô dụng. Anh không thể. Anh đừng rai rứt nữa. Thật ra có lúc em thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn người khác. Huệ à, chắc có lẽ ba phải vắng nhà một thời gian con à. Ba tính đi đâu hả? Chiếc ghe chở hàng từ biên giới đã bị công an bắt rồi. Thằng Tài Công sớm muộn gì cũng khai ra ba thôi. Thế nào rồi, ba cũng bị mời lên hợp tác điều tra thôi con à. Ba. Không có gì đâu con. Con đừng lo lắng quá. Ba đi rồi ba cũng sẽ về mà. Ba hứa với con, sau lần này ba sẽ làm ăn đàng hoàng theo ý của con Huệ à. Ba, con lo cho ba lắm.
Huệ à, con nhớ phải nghe lời ba dặn nghe con. Ai xúi biểu làm cái gì hay chạy chọt ai, con nhất định đừng có nghe, biết chưa? Dạ. Huệ à, con cứ lo việc học hành của con cho đàng hoàng là được rồi. Ba ơi, con lo cho ba lắm. Con đừng có lo cho ba. Đây là cái giá ba phải trả đó Huệ. Ba xin lỗi con. Nhưng ngày không có ba bên cạnh, con phải biết lo cho bản thân mình. Con nhớ ba ơi, con. Con thương ba lắm. Ba cũng thương con lắm Huệ. Bây giờ chỉ có anh mới giúp được ba em thoát khỏi cảnh tù tội. Chắc em biết điều đó chứ. Ý của anh là sao? Hay là mình trao đổi đi. Trao đổi cái gì? Để đổi lấy sự tự do cho ba em. Mình đến với nhau một đêm đi. Anh đi ra khỏi nhà tôi. Đi mau. Anh đi ngay đi. Anh đi nghe chưa? Anh sẽ cho em thời gian từ bây giờ tới ngày mai để cho em suy nghĩ. Nếu em thay đổi thì tìm đến quán cà phê gặp anh. Ba. Anh ơi, anh chưa khỏe hẳn, sao còn xuống trại mộc làm gì? Nằm hoài một chỗ anh thấy mệt người. Anh xuống dưới dọn dẹp một chút cho nó khuây khỏa đó mà. Anh à, hay ngày mai em đưa anh lên bệnh viện khám tổng quát coi sao nghe anh. Không cần đâu em. Ba, con thấy dạo này sức khỏe ba sa sút quá. Con sợ. Có gì đâu mà con sợ. Con người rồi ai cũng phải chết. Chỉ khác nhau ở chỗ á là người ta chết sớm hay chết muộn thôi. Anh à. Ba, ba cũng phải biết nghĩ cho má, cho con nữa chứ. Ba nói giỡn thôi. Ba không sao đâu. Ba biết sức khỏe trong người ba như thế nào mà. Ba, hay con với má làm gì khiến ba buồn hả ba? Không. Con là con của ba. Nếu như con có làm điều gì sai trái thì ba sẽ rầy dạy. Còn má của con... Má có một lòng lo cho ba con mình như vậy thì có gì ba phải buồn hả con? Ba nghĩ như vậy thì... Ba đừng làm má khổ. Nghe ba? Nghĩa à? Con lo xa quá rồi đó. Nào giờ ba con luôn chiều chuộng má, con không thấy sao? Ủa? Bộ ba không nghe lời má con đi khám bệnh là ba làm khổ má con đó sao? Dạ không, con không có ý đó. Chuyện này thiệt là khó nói. Mình phải làm sao bây giờ? Ba. Thôi hai má con đừng có lo. Ba chỉ hơi mệt trong người, chứ có bệnh hoạn gì đâu nè. Dạ. Bây giờ Huệ tính sao?
Biết là ba Huệ làm ăn phi pháp, bị bắt là chuyện trước sau rồi. Nhưng mà Huệ đau lòng lắm, Huệ rất thương ba. Huệ thử nhờ bạn bè của ba Huệ coi có giúp được gì không. Bạn làm ăn của ba Huệ trước giờ chỉ có anh Hải là quan hệ rộng thôi. Anh thường đứng ra giúp đỡ ba giải quyết những rắc rối. Nhưng mà bây giờ thì... Vậy thì Huệ năn nỉ thử đi. Có khi anh ta nể tình ba Huệ. Còn người đó thì làm gì có tình cảm mà nghĩ tới chứ. Với lại bà Huệ cũng đã căn dặn rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng có nghe lời người ta mà chạy cho khắp nơi. Ba nói là ba sẽ thành khẩn, chắc chắn là sẽ sớm trở về nhà thôi. Bây giờ Huệ chỉ biết cầu nguyện cho má Huệ phù hộ cho ba thôi. Ủa, mà hình như Nghĩa cũng có chuyện buồn hả? Ừ, mà không có chuyện gì đâu. Chỉ là ba Nghĩa không có được khỏe thôi. Bác bị bệnh thiệt hả? Nghĩa cũng không biết nữa. Tự nhiên Nghĩa có linh cảm, có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra với gia đình của Nghĩa. Nghĩa làm Huệ lo quá à. Bác bị bệnh sao không đưa đi bệnh viện, để nhà chi rồi giờ lo. Bệnh của ba Nghĩa chỉ là cảm xoàng thôi à, vài bữa sẽ khỏi. Nhưng điều mà Nghĩa lo là... Nghĩa lo điều gì? Nghĩa không kể với Huệ được sao? Nghĩa chỉ sợ rồi Huệ sẽ chê cười gia đình Nghĩa. Tụi mình là bạn bè mà, chính vì là bạn bè cho nên Huệ đâu có giấu Nghĩa chuyện xấu của gia đình. Làm sao mà Huệ có thể chê cười gia đình Nghĩa được chứ? Nghĩa... Điều mà Nghĩa lo là... Là gì? Ba Nghĩa có người đàn bà khác. Hả? Cô Thà, làm gì đó cô Thà ơi? Xuống chơi. Ừ. Xuống chơi. Xuống đi. Ừ. Cô đang làm gì vậy? Dạ áo. Áo rách rồi. Áo rách rồi thì bỏ đi. Còn mấy cái áo mới tôi may cho cô á, sao cô không lấy ra mà mặc? Không được. Để dành. Để dành đám cưới Nghĩa. Cô không cần phải lo xa vậy đâu. Khi nào á tới đám cưới thằng Nghĩa, tôi may tặng cho cô bộ áo dài thiệt đẹp. Tôi cũng được mặc áo dài hả? Ừ, được chứ. Dáng cô đẹp lắm, mặc áo dài là khỏi chê. Sao buồn? Đám cưới Nghĩa sao buồn? Tôi buồn là buồn chuyện khác, chứ đám cưới là phải vui chứ. Phải vui, phải vui, phải vui lên. Ai làm chị buồn? Mét đi, mét đi. Đâu có ai làm, tự tôi thấy buồn thôi. Mà thiệt ra mười mấy năm qua có khi nào tôi vui trọn vẹn đâu cô. Mười mấy năm trôi qua, tôi đã cố gắng hết sức để chia sẻ, bù đắp, nhưng vẫn không sao lấp đầy được khoảng trống trong lòng người ta cô à. Ngày ngày ra vô thấy mặt, đêm đêm đầu gối má kề. Vậy mà giữa hai người cứ như có một dòng sông rộng mênh mông chia cắt. Thân xác người ta ở trên bờ, chứ linh hồn thì đã gửi cho dòng sông mất rồi.
Nhiều lúc tôi phân vân tự hỏi, giữa tôi với cô ai mới thật sự hạnh phúc? Hay cả ba người đều bất hạnh giống như nhau? Hạnh phúc, bất hạnh, không hiểu. Bởi vì cô không hiểu nên tôi mới trút được gánh nặng trong lòng. Ông trên đó, ông bắt cô gánh gì hả? Không, người đó có lẽ còn đang gánh nặng hơn tôi. Mỗi lần thấy người ta đứng lặng người, dõi mắt nhìn ra sông là lòng tôi đau lắm. Tôi thấy thương cho người ta, thương cho tôi, mà cũng thương, thương cho người thứ ba nữa. Đừng có khóc nữa. Cái bữa bà về rồi, cậu không có yên tâm. Bà Tư bà có nhắn đò hỏi thăm, bà nói bà khỏe. Vậy chứ cậu linh tính hay lắm nghe. Bởi vậy cậu thúc bà Tư lên trước mấy ngày, coi tình hình sức khỏe bà sao. Dạ con không sao đâu, cậu với mợ đừng có lo. Anh, cái thằng hồi trước tới giờ mạnh sân sẵn, khi khổng khi không rồi về. Kỳ thiệt chứ. Thôi cậu mợ ngồi đây chơi với ba thằng Nghĩa, con xuống bếp nấu cơm. Thôi hai cậu cháu tâm tình với nhau, tôi xuống dưới bếp phụ nó. Nấu cơm đi con, cậu cũng thấy kiến cắn bụng rồi đó. Ông này. Dạ. Thôi đi con. Con có chuyện gì nói cho cậu nghe coi. Dạ không có cái gì đâu cậu. Mày cứ không có gì, bữa nay tao nhìn mày thiếu điều còn yếu hơn tao nữa. Mợ Út, mấy bữa nay con trông gặp mợ để hỏi một chuyện. Có chuyện gì nói mợ nghe coi. Con không biết cái bữa ba thằng Nghĩa về thăm mộ, ở dưới đó xảy ra chuyện gì vậy mợ? Chuyện gì là chuyện gì? Mợ có biết gì đâu ạ? Không có bất cứ chuyện gì lạ sao mợ? Không. Bữa đó là vậy. Mợ đi công chuyện về, nghe ông Út nói là ba thằng Nghĩa xuống, rồi đi ra thăm mộ rồi. Rồi cái mợ lo lu bu nấu nướng rồi mợ quên. Một hồi lâu á, mà cũng lâu lắm nha, rồi thằng Ân nó về tới, mà cái mặt nó chao dao như người chết rồi vậy đó. Vô tới cửa cái là té cái bịch nằm xuống dưới gián vậy đó hà. Thì mà Út tưởng đâu nó cảm gió cảm nắng thì vài bữa rồi thôi chứ. Còn thấy hình như ảnh bị tâm bệnh đó mợ. Tâm bệnh là sao? Đại ca. Sáng giờ tình anh mà cũng chết. Có chuyện gì mà từ tới gấp vậy? Chết chắc rồi.
Chuyện gì nói mẹ đi. Thằng cha Nam Quỳnh đó, cha khai hết trơn rồi. Những người có liên quan á, bị công an mời hỏi từng người hết trơn rồi đó. Sắp điều tra tới đại ca rồi đó. Có chính xác là như vậy không? Chắc 100% luôn á. Ủa giờ sao anh? Chết rồi. Sao trăng gì nữa. Bây giờ thương ai người nấy lo đi. Tao trốn đi đâu đó một thời gian để coi tình hình như thế nào đã. Ôi trời ơi, sao kỳ vậy? Tới giờ anh tìm em không thấy. Anh tưởng đâu là mình sẽ không thể nào gặp em được nữa. Thà Thà ơi, anh rất sợ sẽ mất em một lần nữa. Thà hề có ý định rời khỏi chỗ này. Em muốn được nhìn thấy con mỗi ngày. Anh biết, anh biết chứ. Nhưng mà anh vẫn thấy sợ mỗi khi anh không nhìn thấy xuồng của em đậu trên bến. Tại sao vậy? Tại sao anh lại phát hiện ra em? Tại sao lại không cho em được điên khùng ngây dại cho tới khi thằng Nghĩa nó cưới vợ sanh con? Tại sao vậy chứ? Anh hứa với em, anh sẽ giữ kín chuyện này cho tới khi nào em cho phép anh mới dám nói ra về em. Trễ rồi anh à. Nếu như em còn nấn ná lại đây ngày nào thì ngày đó gia đình của anh sẽ không có tiếng cười. Em không muốn con em phải lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, không ấm êm. Thà ơi, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Anh sẽ... Dù lòng em đau lắm nhưng em đã quyết định rồi. Em sẽ ra đi. Em không thể nào tiếp tục ở lại đây được nữa. Anh hãy cứ để em tiếp tục cuộc sống như thế này. Đừng để mọi chuyện dở lỡ ra. Em xin anh hãy giấu kín tới khi mọi chuyện kết thúc được không anh? Anh ơi, em xin anh, em xin anh đừng để con mình phải đau khổ nghe anh. Tất cả gia tài em dành dụm được suốt 18 năm qua, em nhờ anh gửi lại cho con. Mừng ngày nó trưởng thành lấy vợ. Em xin anh đừng nhắc gì về em với nó hết.
đừng nhắc về em. Thời thà nóng quá, đi tắm. Anh đừng lo cho em. Em à, cái này em phải giữ lấy để em còn phòng thân nữa. Còn... còn mình nghe lời anh, em phải giữ lấy đi. Nghe lời anh nhé, nghe lời anh đi. Đừng anh. Cái này là cái gì đây? Con thấy rõ ràng rồi, ba còn chối cãi được nữa không mà. Nghĩa à, con nghe ba nói nè Nghĩa. Con thì không ngờ ba lại phản bội má của con vì cái người đàn bà khùng này. Đàn bà khùng này có gì tốt hơn má hả ba? Người đàn bà khùng này, bà ta chính là bà điên đó ba. À, ba cầm miệng. Vì người đàn bà này mà ba đánh con. Nghĩa à, Nghĩa à, Nghĩa. Ba buông ra. Bà khùng mà bà cũng khôn lắm. Ba ngày thì bà giả điên, giả khùng, giả bộ tránh xa ba tôi, còn tối đến thì lén lút gặp ba tôi. Bây giờ còn dụ dỗ ba tôi lấy vàng của má tôi cho bà nữa. Con câm miệng lại. Con không được hỗn lao. Con không hỗn lao, con chỉ nói sự thật. Bà ta chỉ là một bà điên. Câm miệng. Bà đánh con. Đánh con. Ba. Ba. Con à, con cũng biết người đàn bà này. Bà sao vậy ba? Người đàn bà này. Làm ơn đừng. Làm ơn đừng. Làm ơn đừng. Tại bà. Tại bà mà gia đình tôi nổi sóng gió. Tại bà mà má tôi đau khổ. Tại bà mà ba tôi đánh tôi. Bà vừa lòng chưa? Tôi cấm thù bà. Tôi cấm thù bà. Ba. Nghĩa à, Nghĩa ơi, đừng bà. Ba. Ba. Ba ơi, ba có sao không ba? Ba ơi, ba. Ba có sao không ba? Ba. Bà buông ra. Bà tránh xe ba tôi ra đi. Ba. Ba ơi, ba có sao không ba? Ba tỉnh dậy đi ba. Ba đừng có làm con sợ đi ba. Ba ơi, bà đi nhanh đi, tôi không muốn thấy bà thêm phút giây nào nữa. Bà ơi, bà tỉnh dậy đi ba. Bà ơi, bà ơi, đây, bà có đi không? Đi đi. Bà ơi. Bà có sao không? Bà ơi. Bà. Bà. Bà có sao không? Bà. Bà. Cô thà đâu? Bà. Cô thà đâu rồi? Thà. Thà. Bà. Thà. 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 Ba có sao không ba? Ba. Anh Hân à, anh đừng có làm em sợ mà. Anh Hân. Cha con bây có chuyện gì mà thằng Ân ra nông nổi này vậy hả Nghĩa? Con mau nói cho ông Út nghe coi, đầu đuôi câu chuyện là sao. Ba con phản bội má con. Ba con ngoại tình. Ngoại tình với ai? Ba con ngoại tình với người đàn bà điên khùng ở dưới sông đó. Nghĩa. Đây nè, con bắt được quả tang
Ba lấy vàng của má đưa cho bà. Con này gánh vác má rồi mà má không chịu nghe. Nghĩa, mọi việc không như con nghĩ đâu. Không đâu con. Nghĩa, chắc con hiểu lầm rồi. Cô thà cô. Ông Út, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Ông Út với má còn bên cho bà nữa. Tỉnh rồi. Anh Ân tỉnh rồi cậu mợ ơi. Ân à. Tỉnh rồi hả con? Dạ. Đó, bây giờ ba con tỉnh rồi đó. Má với ông Út á, hỏi ba con đi. Con có phải con nói quan cho hai người không? Thôi con, từ từ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Ân à, con muốn nói gì? Nghĩa à, con ra ngoài một chút. Ba cần nói chuyện riêng với má. Ba với ông bà Út của con. Ba còn muốn dối gạt mọi người tới bao giờ nữa? Nghĩa à, chính con đã tận mắt thấy rồi. Sao ba không giải thích trước mặt con? Ba sẽ nói chuyện này với con sao? Nghĩa à, nghe lời ba, đi ra ngoài. Đi đi con. Đi đi, đi, đi con. Cậu mà con có chuyện cần nói. Bây giờ anh còn mệt, có chuyện gì để từ từ nói sao đi anh. Vợ con nói phải đó, gấp gáp gì. Không, em à, anh phải nói. Anh không thể giữ trong lòng thêm giây phút nào nữa. Vậy thì anh nói đi. Anh từ từ mà nói. Cậu mà em à, ta không hề bị mất trí nhớ. Trời ơi. Trời ơi, vậy là sao? 18 năm qua vì muốn sống gần thằng Nghĩa, vì muốn giữ em ấm cho gia đình, ta đã giả vờ gây dại. Chính ta là người đã cứu thằng Nghĩa, dành tiếp máu cho nó. Ngày về thăm mộ má, anh tình cờ phát hiện ra sự thật. Sợ ảnh hưởng tới gia đình mình, ta muốn rời bỏ nơi đây. Trước khi đi, ta đã gửi lời xuống vàng này mà cô đã dành dụm suốt 18 năm qua. Cô gửi lại cho thằng Nghĩa. Cô Thà ơi, sao cô làm vậy hả cô Thà? Không được, em phải nói cho thằng Nghĩa biết. Em phải nói rõ mọi chuyện cho thằng Nghĩa biết. Đừng em à. Ta đã xin anh giữ kinh. Nếu như thằng Nghĩa biết rõ sự thật này, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Ai gì cháu gì chứ bà?
Hôm nay tôi cần phải nói những câu này với bà. Cho dù bà có khùng điên á thì cũng phải ráng nhớ cho kỹ. Dì nghe, dì nhớ. Bao nhiêu năm qua ba má tôi đã rất tốt với bà, vậy mà bà không biết ơn, còn quay lại phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Vì bà mà má tôi đau khổ, vì bà mà gia đình của tôi tan nát. Tôi cấm bà không được neo xuồng ở trước bến nhà tôi. Bà đi cho khuất mắt tôi. Tốt nhất á là bà chết đi cho rảnh nợ. Con ơi. Đó, hướng đó là biển đó. Tôi thấy bà nên ra đó chôn xác ngoài đó đi, cho gia đình tôi được êm ấm. Dì đi, dì sẽ đi, dì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Con vui thì dì sẽ vui, dì sẽ đi cho con được vui. Đi đi, đi nhanh càng tốt. Đi, nhanh. Đi, đi nhanh. Đi. Cô xin mọi người hãy làm theo ý muốn của ta, đừng cho thằng Nghĩa nó biết sự thật này. Nếu mà tiếp tục giấu, thằng Nghĩa nó sẽ mất lòng tin ở con đó ăn à. Con thì có xá gì đâu hả con, thằng con hy sinh cả đời mình vì nó kia mà. Cậu phải đi tìm cô Thà để nói sự thật. Cái gậy tôi đâu? Đây đây. Đây nè ông. Nghĩa, con làm sao mà ướt hết người vậy hả? Nghĩa à, ba xin lỗi con. Người ba cần xin lỗi là má con kìa. Em không chịu nổi nữa rồi. Em phải đi tìm cô Thà đi, để nói chuyện rõ với cô ấy. Má không cần đi tìm bà ta đâu, con đuổi bà đi rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Cần nói cô Thà. Con đã cấm không cho bà ta tới bến nhà mình. Bà chống xuồng ra biển rồi. Trời ơi Nghĩa ơi. Thà, con làm gì vậy? Trời đất ơi. Trời ơi. Trời sắp bão. Trời. Bà chống xuồng ra biển. Nghĩa, con lầm rồi. Vì Thà,
Người đó chính là người đẻ ra con, là má ruột của con đó. Má vừa nói gì? Không đúng, không phải như vậy. Ông Út và Út, hai người nói cho con biết đi, không phải như vậy đúng không? Má còn nói có thiệt không? Đúng rồi con à. Không phải. Ba, ba nói cho con biết đi ba. Con không tin. Mọi người nói dối. Mọi người gạt con. Mọi người gạt con. Nghĩa ơi. Nghĩa. Trời ơi. Đứng lên con ơi. Nghĩa. Ân ơi. Ân ân. Ân ân. Ân ân. Ân ơi. Nghĩa à, ông Út, suy nghĩ lại đi con. Chỉ có tấm lòng của người mẹ mới không tiếc thân mình hy sinh cho con mình mà thôi. Sai nhiều lắm má ơi. Anh Út ơi, anh Út, anh vô nhà đi. Thằng Ân. Thằng Ân đâu sao? Nó nguy rồi, anh vô liền đi. Thằng ơi, Ân ơi. Ân à, cậu Út nè con. Ân, Ân, cậu Út nè con. Con xin lỗi cậu, xin lỗi mẹ. Má tôi đâu? Sao vậy lại ở ghe của má tôi? Má mày hả? Má đi rồi. Đi đâu? Mà sao vậy ở đây? Ghe của má con mà. Má mày đổi ghe cho tao. Ủa, má mày là bà thà khùng á hả? Gì nữa mày? Má con không có bị khùng.
Không khùng sao tự nhiên đổi chiếc ghe này cho tao? Ghe tao á, ba lá cũ rích à. Má ơi, con biết tại sao má lại làm như vậy. Cả đời má chưa bao giờ má sống vì mình, phải không má? Má con đi hướng nào vậy gì? Bà treo ra cửa biển á. Tao thấy hả, trời giông hướng đó. Mà hả, tao cản bà quá chừng mà bà không có nghe. Bà vừa trèo vừa khóc, tao thấy tội nghiệp quá à. Má con đi lâu chưa vậy? Bà cũng đi lâu rồi. Má, má ơi, má, má ơi, má ơi, má, má. Con có tội với má nhiều lắm. Má ơi, má ơi, má ơi. Má ơi, tội của con lớn lắm. Con không có đáng để được sống đâu. Nghĩa, má con đã hy sinh đời mình để cho con được sống đàng hoàng, vui vẻ. Con không có quyền phụ lòng của má con. Con phải làm sao hả má? Con không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Chính con đã giết chết má ruột của mình. Chính con đã giết chết bà con. Con người sống chết ở đời là do số mạng. Con đừng tự trách mình nữa. Về phần má con, dù ai cũng nghĩ má con đã chết, nhưng má vẫn tin má của con vẫn còn sống ở đâu đây. Má sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm má con đâu. Con có giận má, có ghét má không hả con? Sao mà con có thể ghét má được, khi mà trong câu chuyện này cả má ruột của con nữa đều là người đau khổ, đáng thương. Con chưa có dòng sông nào mà tôi chưa từng đi qua, chưa có bến đò nào mà tôi không ngừng tìm kiếm. Nhưng bóng dáng của má tôi vẫn bặt vô âm tín. Có người nói rằng má tôi đã một mình chèo ra cửa biển trong một ngày giông bão. Nhưng tôi thì không tin. Không tin gì chắc chắn. Má tôi biết rằng tôi vẫn từng ngày, từng phút giây chờ đợi. Mỗi lần nhìn dòng sông trôi, trong lòng tôi lại nhớ má tôi da diết. Dòng sông này đông đầy nỗi nhớ. Dòng sông ơi, hãy mang những lời thiết tha nhất của tôi gửi đến cho má tôi ở một bến bờ nào đó rằng: con vô cùng xin lỗi má. Con thương má nhiều lắm. Con nhớ má lắm, má ơi.
Anh à, hôm bữa em có lên trên Sài Gòn, lén đứng từ xa nhìn thằng Nghĩa. Em vui lắm. Còn mình bây giờ, nó đã chững chạc, lại rất đẹp trai nữa. Vài năm nữa thôi, nó sẽ trở thành bác sĩ rồi anh ha. Em có con là bác sĩ đó. Em vui quá anh ơi. Tất cả là nhờ anh và nhờ chị Hiền. À, con bé Huệ, bạn gái của con mình, nó cũng là đứa dễ thương, đẹp đôi lắm. Em hy vọng sau này con mình nó sẽ được hạnh phúc. Hai ngày nữa mới tới giỗ của anh, nhưng để tranh gặp thằng Nghĩa, hôm nay em tranh thủ về thăm anh. Em ở xa không có thường xuyên về thăm anh được, mong anh hiểu, đừng có giận em. Giờ em phải đi rồi. Yeah.